Câu số 53, làm sao chúng ta xác định được cái dấu của máy này? Vậy bây giờ mấy em cần phải hiểu khái niệm cùng dấu trái dấu nè. Nếu mà hai cái nhân nhau mà nó lớn không á, người ta gọi là hai cái cùng dấu. Còn nếu mà hai cái nhân nhau nhỏ hơn không, mình gọi là hai cái trái dấu, người ta xác định được đó chứ. Ví dụ mình đọc cái này là mình đừng có đọc AD lớn không, mình đọc gì? AD cùng dấu, hiểu không? Mình đọc cái này nghĩa là cái gì? BD cùng dấu. Còn này AD cùng dấu, cái này là AB sao? Trái dấu. Đọc chữ trái dấu cùng dấu không? Rồi, vậy giờ mình suy luận nha. Mình sẽ suy từ cái tiệm cận cái đi. Em phải đọc được cái đường tiệm cận. Bài này khó nha, cho nên mấy em á cần phải hỏi thầy nếu mà không hiểu. Đầu tiên thầy đọc tiệm cận ngang là dương. Có ai khó hiểu không? Còn tiệm cận đứng là cái gì? Âm. Rồi, mình biết tiệm cận ngang là dương. Thầy ghi cái này có hiểu không? Có nghĩa là A chia C phải dương. A chia C phải dương. Tiệm cận ngang là hai cái này nè, đồng ý không? Tiếp, tiệm cận đứng là nghiệm của mẫu, tức là cho cái mẫu bằng mấy, cho cái mẫu bằng không, cho cái mẫu này là bằng không, như vậy tiệm cận đứng là trừ d chia c. Rồi, tiệm cận đứng âm hay dương? Âm, tức là cái này âm. Ok chưa? Thầy làm chậm chậm đó. Rồi, bây giờ âm chuyển qua đây là cái gì? Đổi dấu. Trừ D chia C âm, có nghĩa là D chia C dương. Ok chưa? Tiếp theo, cái nhận định tiếp theo của thầy nè, đó là cái gì? Giao, cái tương giao ôi nè, thấy thấy cái ôi không? Cái tương giao là ngay âm hay dương? Âm. Mà tương giao ôi là cho x bằng mấy? X bằng 0 là nó chỉ còn lại B chia D thôi. Vậy là B chia D âm. Rồi, vậy bây giờ chúng ta phải tổng hợp lại để chúng ta nhận định một cách lý trí nha. Đầu tiên thầy có AC trái. AC trái dấu. Ghi ra đi. AC trái. Ok chưa? Ủa, cùng cùng ngu ngu thầy ngu cùng AC cùng dấu. Ok không? DC cùng hai trái. Cùng. BD cùng hai trái. Trái. BD trái. Rồi giờ mình suy luận nha. Mình phải suy luận từng đáp án mà mình loại trừ ra thôi, chứ không còn cách khác đúng không em? Rồi bây giờ AC cùng DC cùng, như vậy từ hai cái này em suy ra được là A với D cùng. Ai không hiểu gì tay lên. Ai không hiểu gì tay lên. AC cùng dấu, DC cùng dấu dẫn tới AD cùng dấu. Ok. Rồi. AD mà cùng dấu mà BD trái dấu, cho nên AB cùng dấu hay trái dấu? Hả? Trái dấu. AB trái dấu. Thầy đọc lại nha. A với D cùng dấu, B và D trái dấu, cho nên A với B trái dấu. Ok chưa? Rồi vậy giờ mình có nhận định nào sai? Đầu tiên nó nói A với D cùng dấu là đúng hay sai? Đúng. Vậy mình loại cái câu nào mà AD trái dấu giùm thầy? Câu nào? Câu D. No. Câu C nó nói BD trái dấu, em không thể khẳng định sai. Em chỉ có thể chắc chắn khẳng định là AD trái dấu là sai, cho mình nói nhận định AD cùng dấu. Ok chưa? Rồi bây giờ dò từng câu nữa, coi cái sự mâu thuẫn. Rồi, câu A sai, tại sao câu A sai? BD cùng dấu hay trái dấu? Trái dấu, trong khi đó nó để BD sao? Cùng dấu, cho mình loại qua. Đó, ép đó. Bây giờ giữa câu B với câu C, câu nào đúng? Câu B đúng hay sai? AD cùng dấu đúng hay sai? Đúng. AB
trái dấu đúng hay sai? Đúng luôn. Cho nên câu B là câu đúng. A, B phải trái dấu đúng.